Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái GDK trên cái hệ điều hành Ubuntu 18.04. Thì hiện tại cái phiên bản GDK mới nhất là GDK 10. Đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt GDK 10 ở trên cái hệ điều hành Ubuntu này. Thì mình sẽ mở terminal command line lên. Thì ở bên Ubuntu thì người ta chủ yếu dùng lệnh để cài đặt các software. Mình sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng command line như sau. Thì đầu tiên mình sẽ đi kiểm tra Java để cài đặt trên máy của mình như chưa, thì mình sẽ có lệnh là Java trừ trừ version, nó hiện lên là command Java not found, tức là Java chưa được cài đặt. Rồi mình sẽ đi cài đặt nó như sau. Mình có lệnh là sudo s chạy ngang apt ngang before c story da hai chấm minus uprising. Ok, Java. Rồi mình nhấn enter. Mình nhập password. Mình nhập password cho đúng, mình sẽ nhập lại. Rồi. Mình sẽ nhấn enter để tiếp tục. Rồi, tiếp theo mình sẽ có lệnh sudo apt chạy ngang dev. Rồi mình update. Rồi mình nhấn enter. Rồi, tiếp theo mình lại có lệnh sudo apt chạy ngang dev rồi install. Rồi oracle chạy ngang java 10 chạy ngang internal. Rồi mình nhấn enter. Rồi mình nhập z. Rồi mình ok. Rồi mình chọn z. Rồi nó đang bắt đầu download và cài đặt GDK cho mình. Mình sẽ tạm dừng cái video này vì nó chờ hơi lâu. Ok.
nó đã báo là nó đau lóc xong. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi xét cái Zika này ở dạng mặc định. Thì mình sẽ có lệnh như sau. Mình có lệnh là sudo apt kinton oracle gạch ngang java 10 gạch ngang set rồi gạch ngang default. Mình sẽ có lệnh như vậy để xét cho cái JDK là thuộc dạng mặc định. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra xem là Java đã có ở trong máy mình chưa. Thì mình có là Java trừ trừ version. Rồi nó đã báo là Java 10 đã được cài đặt ở trên máy như vậy. Thì mình xin tạm dừng cái buổi hướng dẫn của mình tại đây. Buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Edit trên cái hệ điều hành Ubuntu này để các bạn có thể lập trình được trên hệ điều hành Ubuntu.